Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh chấp hành và duy trì tốt điều kiện kinh doanh vận tải, phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển đi lại của nhân dân, giúp giao thông an toàn, thông suốt, giảm tai nạn giao thông. Ngày 23 tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 603 đơn vị kinh doanh vận tải với trên 8.500 phương tiện. Qua công tác thanh tra và việc kiểm tra đánh giá định kỳ của Sở Giao thông Vận tải cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật, duy trì tốt các điều kiện về kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ, chưa chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh vận tải. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp chưa chú trọng trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hoặc có nghiên cứu nhưng chưa hiểu đúng, hiểu đầy đủ để tổ chức triển khai thực hiện trong doanh nghiệp mình. Qua hội nghị, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa, các tổ chức cá nhân phải đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho hành khách, chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh để mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ tồn tại hai điểm đen gây mất an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, tại những điểm đen này đã khiến hai người tử vong do tai nạn giao thông. Nút giao thông ngã tư tại địa bàn thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng cũng đang là điểm nóng, thường xuyên ùn tắc giao thông. Tại đây, mật độ xe lưu thông cao, nhất là xe container và xe tải cỡ lớn chạy qua. Do đặc điểm nút giao hẹp, khiến cho nơi đây thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ và còn bị khuất tầm nhìn bởi các gara ô tô bên đường. Cũng trên địa bàn xã Trung Hưng còn tồn tại một điểm gây nguy hiểm giao thông, đó là ngã ba ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân xã. Tại đây, các phương tiện khi đi vào quốc lộ 39 hoặc đi thẳng về tỉnh lộ 380 rất lúng túng do không có đảo phân luồng giao thông. Mới đây nhất, vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11 tại km 7+400 quốc lộ 39, xe ô tô mang biển kiểm soát 89C-19758 đi theo hướng chiều phố Đối, thành phố Hưng Yên do anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1992, trú tại thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu điều khiển, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều mang biển kiểm soát 98B-302532 do anh Bùi Văn Trung, sinh năm 1967, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Trung tử vong tại chỗ. Ở đây là các khu công nghiệp nó nhiều, công nhân đi lại rất là nhiều, cho nên là cái chỗ này thường xuyên hay xảy ra tai nạn giao thông. Có những cái vụ như chẳng hạn như là đấy, trưa hôm nay lúc 12 giờ 20 phút đấy là cũng có một vụ tai nạn ở đây là chết người đấy. Cho nên là chỗ này nói chung là cũng rất là phức tạp. Theo như địa phương ở đây ai người ta cũng phải làm được cái chuyện ý. Xe từ đường cũ, đường mới nhập làn đường là thường xuyên là xảy ra tai nạn. Vì cái bất cập là cái đoạn này là nó chống đường cái chữ Y là nó ngắn quá. Do vậy với cái việc tham gia giao thông ở trước cửa này, ủy ban của chúng tôi là cái xảy ra tai nạn là tương đối là nhiều từ khi đưa con đường này vào khai thác. Thì để giải quyết những cái bất cập này thì đối với địa phương đã có nhiều lần kiến nghị với lại Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị là có cái khắc phục để hạn chế cái tai nạn giao thông. Nhất là chúng tôi đã đề nghị là cho lắp cái đèn hạn chế, cảnh báo hạn chế tốc độ ở tại ngã tư. Thế và điều chỉnh sửa lại cái chữ Y này kéo dài ra để người tham gia giao thông là khi nhập làn đường cho nó thuận lợi. Xong đến nay là vẫn chưa được khắc phục. Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người, nhiều gia đình. Đặc biệt trong đó phải nhắc đến những vụ tai nạn giao thông đường sắt kinh hoàng đã từng xảy ra. Tuy nhiên, hiện nhiều người vẫn bất chấp tính mạng băng qua những đường sắt không có cảnh báo như một thói quen hàng ngày để đi lại sinh hoạt. Huyện Văn Lâm có 18 km đường sắt chạy qua. Điều đáng nói là dọc tuyến đường sắt còn khá nhiều bất cập, tồn tại nhiều nguy hiểm, luôn đe dọa người dân mỗi khi qua khu vực này. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 người tử vong. Nhìn vào tuyến đường sắt, dễ dàng thấy rất nhiều vi phạm về hành lang an toàn đường sắt, không rào chắn, không tín hiệu, không đường gom. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên các vụ tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian vừa qua. Dọc tuyến đường sắt 18 km này có 44 lối mở,
phần lớn các đường ngang do người dân tự ý mở là lối đi vào các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh ngay ven đường tàu. Những vi phạm hành lang an toàn đường sắt càng diễn biến phức tạp thì số vụ va chạm, tai nạn giao thông lại càng có chiều hướng gia tăng, là nguyên nhân trực tiếp khiến những vụ tai nạn thương tâm chưa thể dừng lại. Trước thực trạng trên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm cùng các cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh có những biện pháp xử lý triệt để nhằm giảm thiểu tai nạn đường sắt. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.